Rồi, thì đây là một cái màn hình của cái Photoshop 6 là CS6. Có một cái sự khác biệt giữa Photoshop CS6 và CC, cái version đó là 2015 .1 hay là cái gì đó tôi không nhớ rõ. Nhưng mà có một cái sự khác biệt, chứ không phải là không có khác biệt. Tuy nhiên cái sự khác biệt đó nó không có lớn lắm. Nếu các anh chị sử dụng ở trên cái Macintosh thì các anh chị có thể sử dụng cái CC. Đại khái nó xem tin nó chỉ có một vài cái khác biệt nhỏ thôi, không có đáng kể ha. Rồi, thì khi mà các anh chị load vô cái màn hình Photoshop đó, khi các anh chị load vô màn hình Photoshop thì đây là những cái mình first time khi mình bất kỳ mình tập một cái thói quen là first time khi mình deal với một cái software, mình phải quan sát coi cái environment của nó là cái gì, tức là những cái interface của nó là những cái phần gì ở trong đó, được chưa? Để cho các anh chị biết về sau này á, khi mà mình đã nắm được á, khi mình đã nắm được rõ ràng rồi đó thì mình dễ làm việc hơn so với lại cái bình thường. Rồi, khi mà các anh chị load vô cái Photoshop thì sau khi mà mình load vô thì mình chạy vô thì phải biết chạy ra, thì đơn giản là phải không, load thì double click trên cái icon đó thì chạy vô đó. Còn bây giờ khi mà các anh chị chạy ra thì các anh chị nhấn cái X chỗ này là dễ nhất, được chưa? Còn không đó thì từ cái chỗ trên top này á, các anh chị click vô file, các anh chị click cái exit thì cũng vậy thôi, nhưng mà thường á thì người ta nhấc chữ X cho nó lẹ là close, nó thì cái đó dễ rồi, program nào cũng na ná giống nhau vậy thôi. Rồi, bây giờ mình quan sát thử coi ở trên cái màn hình Photoshop này khi mình load vô nó có cái gì trong đó. Cái thứ nhất, cái dòng đầu tiên nè các anh chị, cái dòng đầu tiên nhất ở trên cái top đó là cái main menu. Là cái main menu. Và các anh chị sẽ thấy ở đây Photoshop nó khác với Lightroom ở chỗ là trong Lightroom thì cái dòng mà cái main menu của nó sẽ thay đổi tùy theo cái gì? Tùy theo cái module mà mình sử dụng. Chứ nó không phải là fix giống như là Photoshop. Cái main menu của Photoshop là fix. Lightroom nó không có fix. Lightroom á, nó sẽ có đại khái, nó có những phần cơ bản là cái core đó, tức là cơ bản là nó giống nhau. Ví dụ các anh chị chọn trong cái library thì các anh chị sẽ thấy cái main menu của library khác. Các anh chị chọn cái develop thì cái main menu của nó khác, nó sẽ thêm một vài phần gì trong đó, thêm một vài cái item gì đó, nhưng mà cái basic thì nó cũng có những item giống nhau. Nhưng mà cái main menu của mỗi cái module vậy là hoàn toàn khác nhau. Compare với lại Photoshop thì đây là cái main menu chính của Photoshop. Thì main menu á, là collect tất cả những cái action, tất cả những cái thứ gì mà trong Photoshop nó có. Do đó khi mà các anh chị làm bất kỳ một cái, trong cái trường hợp tổng quát, nếu các anh chị làm bất kỳ một cái gì mà các anh chị không có tìm được somewhere ở chỗ nào đó, thì các anh chị lên cái main menu, thì các anh chị chắc chắn là các anh chị sẽ tìm được. Nhưng mà tôi không nói cái effect thì nó giống nhau. Lấy ví dụ cái effect thì nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái cách mà làm việc nó khác nhau. Tôi lấy ví dụ về cái gì, về sau này các anh chị chọn lấy một cái effect, ví dụ các anh chị thay đổi màu, các anh chị cần thay đổi màu thì mình biết là bên Lightroom thì màu tức là nó có cái chữ gì mà hue, saturation, đại khái một dính mấy chữ đó là chắc chắn là có dính về màu, đúng không? Thì ở trong Photoshop á, nó có hai cái chỗ, tối thiểu là nó sẽ có hai chỗ để cho các anh chị chọn màu. Một là các anh chị từ trên cái main menu chính á, không cần phải, chưa đừng có để ý tới đó, thì tôi chỉ giới thiệu thôi. Trên cái main menu chính, các anh chị click ở trên cái image, các anh chị click cái adjustment. Các anh chị click ở chỗ image ha, các anh chị click adjustment thì các anh chị sẽ kiếm, sẽ nó có cái hue saturation và cái shortcut của nó là control U, U. Nhưng mà đó, nó cũng có một cái chỗ để cho các anh chị access cái hue saturation từ cái layer, từ cái menu của layer, của cái layer là cái phía dưới chỗ này. Các anh chị sẽ thấy nó sẽ có một cái menu. Không có cần để ý, từ từ mình sẽ để ý, mình sẽ liên quan tới cái menu, cái layer là cái gì. Thì các anh chị cũng sẽ thấy là có hue saturation. Cái way hai cái này work hoàn toàn giống nha.
cái cách nó làm việc hoàn toàn giống nhau, nhưng mà cái, xin lỗi, cái effect của nó thì hoàn toàn giống nhau. Có nghĩa là nếu các anh chị adjust cái giá trị ở trên hue saturation này từ trên cái menu, cái giá trị nó như thế nào, các anh chị apply exactly, lấy những con số đó mà apply trên cái hue saturation này, thì cái kết quả, cái effect các anh chị thấy hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà cái way, cái cách mà để nó làm việc là khác nhau. Ở dưới này nó sẽ flexible hơn là ở trên kia. Ở trên cái main menu nó sẽ tệ hơn. Tức là khi các anh chị từ cái main menu các anh chị apply cái effect đó, thì cái effect đó nó sẽ dính chết luôn ở trong cái effect của tấm hình. Các anh chị không, các anh chị muốn thay đổi thì cũng được, nhưng mà phải thay đổi liền lập tức. Nếu các anh chị đi qua một cái step khác thì đã là too late rồi, trễ rồi. Trong khi đó cái ở dưới chỗ này á, thì nếu mà các anh chị cũng làm vậy, nhưng mà sau đó các anh chị thay đổi ý kiến, các anh chị muốn thay đổi các cái giá trị, thì các anh chị có thể go back là anytime, bất kỳ lúc nào các anh chị có thể trở lại, nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới cái công việc làm của mình. Do đó ở phía dưới này là flexible hơn. Do về sau này khi mình làm đó, thì cái chỗ nào mà flexible hơn, nó tiện hơn, thì mình sẽ ưu tiên cho tới chỗ đó, mình sẽ dùng chỗ đó nhiều hơn. À, đương nhiên là nó sẽ có cái nó sẽ có cái requirement khi mà mình làm tới cái đó. Ha. Thật ra nói để cho các anh chị nhớ là cái main menu của Photoshop là cái có tất cả, nhưng mà đôi khi cái work, cái way để mà nó làm việc là hoàn toàn khác nhau. Được chưa? Rồi. Thì nó sẽ có cái tất cả những cái main menu chính này, những cái item đó, cái công việc của các anh chị về nhà là chỉ click từng cái menu coi trong đó nó sẽ có cái gì. À, cái phần nào mà nguyên tắc là cái phần nào mà gray đó, tức là các anh chị chưa có, sẽ không có chọn được. Được chưa? Tôi lấy ví dụ. Ở phía dưới này thì các anh chị thấy, nếu mà tôi click ở trên filter, nếu các anh chị mà đã install cái Nick Collection một cách thành công, thì các anh chị ở dưới cái filter này, các anh chị sẽ có cái Nick Collection chỗ này. Thấy không? Các anh chị sẽ có cái Nick Collection chỗ này. Được chưa? Nếu các anh chị install thành công thì chắc chắn là nó sẽ có cái Nick Collection chỗ đó. Và khi mà các anh chị point cái mouse của mình tới cái chỗ Nick Collection này đó, thì các anh chị sẽ thấy là đây là tất cả những cái element của cái Nick Collection mà mình sẽ có cái dịp để mình làm quen. Không có đi vô cái detail, nhưng mà đại khái cũng là general để các anh chị có cái idea để mình biết. Còn tất cả những cái detail thì mình, hoặc là mình coi ở trên website, hoặc là mình tự practice thì mình sẽ learn được kinh nghiệm. Được chưa? Rồi, đây là cái main menu chính. À, cái thứ hai, cái dòng thứ hai ở trên từ cái main menu chính trở xuống á, cái dòng đó người ta gọi là dòng option. Người ta gọi là dòng option. Option của cái gì? Bất kỳ một cái tool nào khi mà mình sử dụng, bất kỳ một cái tool nào, tool là cái chỗ nào, lát mình sẽ tính sao, bây giờ mình cứ nhớ là à, có một cái chỗ để mà sử dụng tool. Ở trong giống như là kìm với búa để các anh chị đóng đinh, đại khái tất cả các thứ vậy đó. Thì bất kỳ một cái tool nào mà khi các anh chị chọn, thì nó sẽ có một cái dòng option ở trên đây. Được chưa? Và cái dòng option này là cái giống như là những cái feature để add thêm cho cái tool đó, để đạt, để mình làm theo một cái mục đích riêng của mình. Bây giờ hiện tại đó, các anh chị sẽ thấy á, hiện tại ở trên đây các anh chị sẽ thấy cái icon đầu tiên này nè, cái icon đầu tiên nó sẽ indicate cái current tool mà các anh chị đã chọn. Rồi thì phía sau đó đó, các anh chị sẽ thấy một mớ đi theo, một mớ các option đi theo. Được chưa? Mỗi cái option này nó sẽ khác nhau tùy theo cái tool mà mình sử dụng. Thì cái tool nó nằm ở đâu? Cái tool nó chính là cái cây chỗ này nè, cái panel bên tay trái chỗ này nè, là cái tool. Đây là tất cả những cái tool mà có ở trong Photoshop. Được chưa? Thì mỗi cái tool nó có cái tên riêng của nó. Mỗi cái tool nó sẽ có một cái tên riêng. Có những tool đó là nó có cái sub, có sub menu, tức là phía sau nó còn có một số các cái tool nó nằm trong một cái group. Có những cái thì nó là by itself, tức là tự một mình nó. Thí dụ bây giờ các chị nhìn vô cái tool đầu tiên. Đó, thí dụ khi mình click, mình
mình muốn chọn cái tool nào thì mình click những cái tool đó. Mình click cái icon trên cái tool đó, hoặc là mình nhấn một cái shortcut. Thí dụ cái tool đầu tiên các chị, cái tool đầu tiên gọi là Move. Thấy không? Mình click trên đó mình sẽ thấy á, là một mớ các option các chị đó, đi theo nó khác, thấy không? So với là cái hồi nãy mình thấy là ít, mà bây giờ đây một mớ option đi theo. Thì cái này là cái Move tool. Thì đôi khi những cái tên của nó sẽ cho mình một cái gợi nhớ, một cái, là cái tool nó làm gì, Move. Tức là đại khái là Move, đúng không? Tức là dời tới dời lui. Vậy khi nào mình có một cái nhu cầu ở dời cái gì đó, somewhere, chỗ nào đó, dời, có sự dời, dời tới dời lui, thì chắc chắn là cái tool đó là mình sẽ nghĩ tới. Còn dời cái gì, dời như thế nào, mình sẽ tính sao. Được chưa? Rồi. Tiếp theo cái phần cái tool thứ hai là cái đó mình click vô đây. Mình sẽ thấy cái này nó gọi là cái selection. Đó là một cái selection. Thì các chị sẽ thấy nó sẽ có một mớ cái option đi theo nó. Và các chị để ý cái icon nhỏ phía dưới chỗ này nè. Nghe nè, icon nhỏ phía dưới chỗ này. Tức là nó indicate là gì? Là cái tool đó đó còn một cái group nữa, còn một cái subgroup, tức là đó cái icon mà các chị thấy chỉ là một cái đại diện cho một cái group bao gồm nhiều cái tool nó được group lại với nhau. Thì khi mình click và mình hold cái mouse thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có một mớ cái tool đó trong cái group này, thấy không? Ví dụ như là một cái nó gọi là rectangular, một cái elliptical, một cái là single row, một cái là single column, đại khái tất cả vậy. Do đó mình nhìn vô cái tool này mình sẽ có một cái zero idea, tức là hãy cái tool nào, thí dụ cái tool đầu tiên mu này nó không có cái tam giác, tức là by itself, tức là một mình nó thôi. Còn những cái tool khác các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có những group, thí dụ group đi theo này, đây tất cả đại đa số là có những group đi theo. Được chưa? Rồi. Trên cái tool này á, đây là một cái bar. Các anh chị có thể mu tới, dời lui, dời ở đâu các anh chị thích, nhưng mà người ta để góc trên bên trái. Để sát mé bên trái này á, thì hơn mình để bên trái mình giờ mình, nhưng mà mình biết là mình sẽ có thể dời đi tùm lum. Nhưng mà có một cái icon khá quan trọng là mình nhớ là nó sẽ có một cái giống như là cái double, hai cái tam giác xỉa ra vậy đó. Thì các anh chị thấy là trên cái monitor của mình á, trên nếu một cái monitor mình đủ lớn thì cái tool này nó sẽ show hết tất cả những cái icon ở trên cái tool đó. Trong khi có những cái ví dụ giờ cái monitor của mình nó nhỏ thì mình muốn thấy được hết tất cả những cái icon đó, thấy tất cả những icon đó, thì các anh chị có thể click cái này, nó sẽ trở thành tool line, nó sẽ trở thành tool line, thấy không? Đó, tool line thì khi mà người ta đếm đó, cái gì khi mà đếm á thì ví dụ nó đếm từ trên xuống dưới, đếm từ trên xuống dưới. Do đó khi mình thống nhất là mình một line, một hàng thôi, thì về sau này tôi nói ô cái tool nó từ là cái tool thứ 5 kể từ trên đếm xuống, thì mình đếm 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà ở đây nếu mình có 2 line 1, 2, 3, 4, 5 hay là 1, 2, 3, 4, 5 chỗ nào, nó hơi confuse một chút, phải không? Do đó mình để ý cái đó. Cái này thì thực sự chỉ là cái mà để cho nó quen thôi. Do đó khi mà các anh chị làm mà có 1 line á, khi mà các anh chị làm có 1 line thì các anh chị sẽ thấy là nó có nhiều khi mình bị miss là tại vì cái monitor của mình nhỏ. That's it. Nhưng mà cái đó không phải là cái big deal. Cái big deal là mình có thể turn on và mình sẽ turn nó thành hai dòng, hoặc là mình turn nó thành là một dòng để mình làm thôi. Cái đó không có quan trọng. Được chưa? Thì cái này là cái tool menu các anh. Đây là cái tool menu bao gồm tất cả những cái tool mà có trong Photoshop. Và xin nói trước với các anh chị mà là một điều là gì? Trong tất cả những cái tool này có những tool chưa bao giờ tôi đụng tới. Ngay cả kẻ click trên đó tôi chưa bao giờ click. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là, thứ nhất, trong cái nhu cầu mà làm việc của tôi riêng, khi mà tôi edit, tôi không bao giờ dùng tới cái đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái đó nhiều khi nó không có đáp ứng cái nhu cầu của mình. Mình không xài tới nó. Tại vì trong Photoshop á, để làm được một cái việc thì không có nghĩa là chỉ có một cách. Có rất 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 nhiều cách. Và nếu mà mỗi người có một cách riêng, cái cách này mình cảm thấy là ok, mình cảm thấy là nó thuận lợi, mặc dù nó dài, mình cảm thấy là thuận lợi thì mình làm theo cái cách đó. Do đó
khi mình edit trong Photoshop sẽ có rất là nhiều cái quay. Thì cái tool nào các anh chị cảm thấy thuận lợi, các anh chị thích xài mình xài thế đó. Đó là cái nhất. Cái thứ hai, do đó khi mà các anh chị đặt những cái câu hỏi liên quan tới những cái tool đó, chắc chắn là các anh chị sẽ không có câu trả lời, là tại vì tôi không biết. Thì tôi nếu mà có những cái trường hợp như vậy thì tôi sẽ research, tôi sẽ đọc cái help đại khái tất cả các thứ để trả lời cho các anh chị. Nhưng mà ngay tại cái thời điểm mà các anh chị hỏi thì các anh chị đừng có expect là có câu trả lời liền là tại vì tôi không biết. Thì tôi phải đọc thêm. Nói tới cái đó thì sẽ có một, khi mà các anh chị làm ở trong cái Photoshop á, đây là một cái mà một cái thiếu sót của mình mà mình ưa bỏ qua, là các anh chị không có chịu khó đọc. Các anh chị không có chịu khó đọc. Ở đâu đọc cái gì mà đọc ở đâu? Thì những cái source ở trên internet rất là nhiều, nhưng mà một trong những cái source quan trọng ở trong cái Photoshop á là cái file help. Cái file help đó cái này chỉ mở ngoặc nói chơi thôi, ngày xưa khi mà còn ở Việt Nam trong cái thời mà còn cấm vận đó, các anh chị khi mà tụi tôi học computer rất là cực, là thầy không có source. Tất cả sách mà gửi từ đây mà về Việt Nam đó là không có, có phải giấu, là tại vì đó là cái giống như đó là cái gì riêng tư của mình đó. Thì tụi tôi chỉ đọc bằng cách là đọc help thôi, đọc cái help ở trên cái file đó, tại vì cái help nó built in luôn cái software khi mình install, và đọc coi như là đọc ròng rã, mình đọc để mình lấy mình lên được cái những cái detail ở trong cái program, cái cách sử dụng nó đó. Thì cái file help ở trong Photoshop là nằm đâu? Các anh chị click trên cái help, các anh chị click ở đây Photoshop nè, help online. Tôi đã cái file này á, mặc dù nó online nhưng mà các anh chị vẫn có thể download xuống được làm một cái file riêng của mình. Nó format cái PDF, tôi đã download sẵn xuống rồi đó. Thì nếu mà các anh chị muốn download thì các anh chị click vô cái help đó thì các anh chị download xuống, còn không thì tôi sẽ gửi ra cho các anh chị một cái link để download cái file này. Nó tôi đã download xuống rồi. Trong cái file help này có rất nhiều cái information rất là quý mà mình phải đọc. Các anh chị không có cần phải đọc mà one week là các anh chị finish. Đọc every time mà mình có cái question. Trên đây nó sẽ có tất cả những cái gì mới của Photoshop, nó có những cái plugin, nó có giới thiệu tất cả các thứ. Đương nhiên là nó không có detail nhưng mà đại khái là sẽ giúp cho các anh chị một cái general idea. Cái gì liên quan tới cái software mình xài. Rồi. Trước khi mà tôi chấm dứt cái phần tool đó, thì ở đây sẽ có một vài cái nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất quan trọng, nó sẽ tạo cái sự dễ dàng cho mình trong cái lúc mà mình làm việc. Ok. Các anh chị nhìn xuống ở dưới đây trên cái máy của mình đó, các anh chị sẽ thấy nó sẽ có một cái box nó giống như vậy. Đúng không? Kế bên nó sẽ có một cái nhỏ, đây nó gọi là cái color chip. Nó gọi là cái color chip. Cái color chip á, nó sẽ cho các anh chị biết là cái current color hiện tại mình làm việc nó như thế nào. Tại vì mình phải quan sát, mình phải biết được cái đó, không thôi á, là về sau này mình sẽ bị lộng cộng ha. Rồi bây giờ tên của nó là cái color chip. Các anh chị sẽ thấy á, mình quan sát kỹ mình sẽ thấy cái color chip nó sẽ có một cái, nó sẽ có cái nhỏ nhỏ phía nó sẽ có nhỏ nhỏ phía dưới. Hai cái này nó khác nhau. Rồi bây giờ tôi lấy ra ha, tôi vẽ lớn ra để cho các anh chị coi. Rồi. Cái nhỏ chỗ này nó gọi là default color của Photoshop. Gọi là default color của Photoshop. Còn cái color chip, cái bự này, cái icon bự chỗ này nó gọi là current color. Nó gọi là cái current color. Hai cái đó khác nhau chỗ nào? Nó như thế này các anh chị. Default cái color của Photoshop á, là các anh chị sẽ thấy á, default color của nó là black on white. Black on white có nghĩa là
Bây giờ mình mở lớn ra mình sẽ thấy á, là đối với lại cái icon này, cái gì, hai cái icon này nó có hai cái nó giống như là nó overlap với nhau, một cái nằm trên, một cái nằm dưới, đúng không? Cái nào nằm trên nó gọi là cái foreground color. Foreground color. Được chưa? Và cái phía nằm dưới đó nó gọi là cái background color. Bây giờ để tôi lấy cái một cái màu khác đi, tại vì trắng đen nó hơi confusing chút, các anh chị làm nó hơi lộn xộn. Ok, bây giờ các anh chị thấy cái nó có hai cái này nó khác biệt phải không? Các anh chị thấy hai. Cái này á là default color, lúc nào nó cũng vậy, tức là lúc nào nó cũng là black on white. Anytime. Do đó nếu các anh chị làm về sau này, các anh chị làm các anh chị muốn trở về default color, tức là black and white, thì các anh chị chỉ cần click cái icon chỗ này là nó sẽ đưa về cho các anh chị cái default color, tức là black là forward và white tức là background color, foreground color, và cái white chính là cái background color anytime. Cái này là nó là fix. Trong khi đó cái icon chỗ này nó là current color, tức là nó sẽ thay đổi liên tục, nó thay đổi liên tục tùy theo mình chọn. Hiện bây giờ các anh chị sẽ thấy á, là cái current color của mình á, là cái foreground tức là màu pink này, đồng ý không? Và cái background color của mình là gì? Là màu trắng, được chưa? Rồi, thì ở đây có một cái shortcut các anh chị phải nhớ. Là chữ D. D tức là dot, là D đó, là chữ D đó. Chữ D là cái shortcut để cho các anh chị trở về cái default color. Do đó thay vì mình click cái icon chỗ này, thì mình nhấn cái chữ D là nó sẽ trở về default color, có nghĩa là black on white. Được chưa? Black on white. Kế bên chỗ này nó có một cái bên giống như vậy. Nó cong như vậy. Là dùng để làm gì? Dùng để switch, thay đổi switch giữa background color và foreground color, current. Do đó khi mà các anh chị click cái icon chỗ này thì foreground color, cái background color nó sẽ được lật ngược lên trên trở thành cái foreground color, và foreground color sẽ được lật xuống dưới trở thành background color, nó gọi là switch, đúng không? Thì thật sự cái gì, cái icon này nó tiện ở đây để cho mình click vậy thôi. Các anh chị có thể click ở đây, nhưng mà không nè, nhớ cái này, nhớ chữ X. Chữ X này á, là dùng để cho các anh chị switch between foreground và background color current. Tại sao mình phải nhớ cái shortcut này mà mình không có nhớ cái chỗ click này? Về sau này khi các anh chị làm về masking đó, các anh chị mới thấy cái sự tiện lợi của cái shortcut này. Còn bây giờ mình chưa làm về masking, mình sẽ không thấy cái sự tiện lợi. Same way, các anh chị click vô cái icon đó, hay là các anh chị nhấn cái chữ X, nó cũng vậy thôi, mình chưa thấy cái tác dụng. Nhưng mà khi về sau này các anh chị làm về masking, các anh chị thấy rất là tiện lợi. Do đó nhớ cái shortcut D là default color. D là default color, tức là black and white, black on white. Còn chữ X là để switch giữa current background color và current foreground color, switch back and forth. Do đó nếu ở đây tôi nhấn chữ X thì các anh chị sẽ thấy là cái màu trắng nó sẽ được cuộn lên trên, nó sẽ đem lên trên, màu hồng nó sẽ trở về bên dưới. Được chưa? Rồi. Bây giờ cái question ngay chỗ này đặt ra là làm sao tôi chọn màu? Thí dụ bây giờ có một cái nhu cầu nào đó, tôi nói ô, bây giờ muốn chọn được cái foreground color là màu blue, background color là màu red, thí dụ vậy đó, thí dụ vậy. Foreground color là màu blue, background color là màu red. Thì bây giờ làm sao chọn được cái đó? Làm sao chọn được màu? Cái này mình phải biết. Và cái này các anh chị practice rất là dễ. Chỉ cần một vài click làm tới ngay tại lớp là các anh chị có thể master được cái việc mà chọn màu. Được chưa? Rồi. Có rất là nhiều cách để chọn màu. Thứ nhất là các anh chị tiện đó, để cho mà nó tiện đó, thì các anh chị, tôi chưa nói qua cái chỗ này, thành ra các anh chị sẽ hơi bị confused chút, nhưng mà it's ok. Các
Các anh chị ngó qua cái phần bên tay phải á, các anh chị kiếm thử coi trên cái hiện tại trên cái máy của mình á, nó có một cái thép nào tên là Swatch không? Có, phải không? Đó là cái thép, đó là cái thép mà nó build in một số cái đại khái một số cái column thường sử dụng. Tôi không nói là tất cả ha, nhưng mà thường sử dụng mình có thể, nó giống như là một cái shortcut vậy đó, có sẵn ở đó mình click. Nhưng mà cái bất tiện của cái Swatch chỗ này là gì? Các anh chị chỉ thấy được cái, thí dụ bây giờ các anh chị thấy cái group chỗ này không? Các anh chị để ý cái group chỗ này ha, được chưa? Các anh chị để ý group chỗ này, các anh chị thấy nó cũng ping ping đúng không? Có màu của nó ping, nhưng mà ping có nhiều loại ping. Tại sao như vậy? Lát mình vô đi theo mình sẽ biết. Được chưa? Do đó nếu mà các anh chị muốn cho nó nhanh thì các anh chị cứ chọn pick một cái màu nào ở trong cái Swatch này, các anh chị click. Thì khi các anh chị click bất kỳ cái màu đó nào, thì cái màu đó sẽ nhảy về vào cái vị trí của foreground color. Thử ha. Bây giờ thí dụ giờ mình nói lấy màu xanh thì tôi click chỗ đây màu xanh. Khi mình dời mouse qua đây, cái màu nằm đây, cái gì, cái màu nằm đây, khi mình dời qua đây thì nó sẽ represent cho mình là một cái gì, nó sẽ giống như một cái cọ vậy đó. Nó, xin lỗi, không phải cọ mà giống, nó gọi là cái eyedrop. Cái eyedrop đại khái giống như một cái cọ. Cái cọ đó dùng để mình pick cái màu. Bây giờ mình chọn đại một cái màu xanh đi, ví dụ màu xanh. Thì khi mà các anh chị click vô cái màu đó thì các anh chị sẽ thấy cái màu đó nó sẽ nhảy lên qua bên cái foreground color. Nhưng mà cái goal của mình là gì? Cái goal của mình là foreground color đó là màu blue, ok. Nhưng mà cái background nó lại màu red, đúng không các anh chị? Thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ á, mình có thể mình switch, mình sẽ đưa cái màu này nè, đưa cái anh này nè lên cái vị trí là gì? Foreground color. Được chưa? Tại vì khi mình click qua từ bên này nè, cái gì click vô là chắc chắn nó sẽ nhảy qua. Nó chắc chắn là nó sẽ nhảy qua ở bên foreground. Được chưa? Rồi, thì cái cách, một cái cách mình có thể làm được đó là gì? À, bây giờ mình suy nghĩ là bây giờ mình có thể switch cái anh màu hồng này lên ở vị trí foreground đi. Được chưa? Rồi mình qua bên đó đó, là mình click cái màu đỏ, thì màu đỏ sẽ nhảy vô cái vị trí foreground. Đúng không? Rồi sau đó mình sẽ switch lại, hơi lòng vòng phải không? Nhưng mà đó cũng là một cách, phải không? Rồi, bây giờ thử cái cách đó cái gì? Tôi nhấn chữ X đi cho nó lẹ, phải không? Switch cái màu đó lên. Rồi chạy qua bên đây, kiếm màu đỏ, đeo màu đỏ nè, click đây. Được chưa? Sau đó mình X trở lại cái nữa là đúng theo cái yêu cầu mình muốn. Đúng không? Đúng không cái gì? Là foreground màu xanh và background là màu đỏ. Hơi lượm thượm chút, phải không? Có cách nào làm nhanh hơn không? Khỏi có switch lên, switch xuống, chạy lên, chạy tới không? Bấm cái arrow ở trên cái color. Arrow cái chỗ nào? Trên cái tool đó. Không. Cái màu đỏ. Trên đó nó có cái arrow back and forth. Yeah. Thì cái này là switch. Cái ý tôi nói là vậy nè. Ý tôi nói là như vậy. Hồi nãy là mình là như vậy đúng không? Bây giờ có cách nào đem màu đỏ vô trực tiếp vô trong đây không? Mà khỏi có phải switch lên, lấy màu đỏ rồi lại switch xuống cho nó chạy xuống dưới. Có cách nào? Click vô cái white. Ok. Nhưng mà thí dụ giờ tôi muốn lấy từ bên này nè. Được không? Được không? Lấy từ cái màu đỏ từ bên này. Làm sao? Rồi rít màu đỏ phải không? Yes. Thì nó sẽ chạy vô foreground. Nhớ là, các anh chị nhớ là cái Swatch này khi bất kỳ lúc nào cái click cái màu đó nó sẽ chạy vô cái chỗ mà foreground color. Nhưng mà mình muốn cái màu đỏ đó nó sẽ chạy vô cái background color cơ. Chứ nó không có chạy qua bên kia. Thì bây giờ có cách nào làm được không anh? Chấm vô cái màu trắng xong rồi bấm qua cái màu đỏ. Để cái màu background. Ừ. Anh để cái arrow đó, anh click lên nó. Để. Không, cái đó là quay, đúng rồi, một lát mình sẽ đi tới cái đó, đúng đúng đó, cái màu quay. Nhưng mà cái quay đó là gì?
Đó, các anh chị nói là đúng rồi, không có gì sai hết. Nhưng mà khi mình click trên cái màu, mình để cái màu đây, thì các anh chị sẽ click ra được cái một cái bảng màu, đúng không? Rồi mình chọn màu đỏ, phải không? Thì đúng rồi. Nhưng mà cái question tôi đặt ra là tôi muốn chọn màu đỏ đây có sẵn nè, tôi muốn lấy màu đỏ từ bên này nè, tôi chạy qua. Làm sao? Bấm control rồi. Bấm control. Đó, cái đó là cái shortcut đó coi. Cái đó đó là cái lý do mình tại cái quay hồi nãy á, cái quay hồi nãy á mà mình làm là gì? Mình đó là cái suy nghĩ bình thường. Đầu tiên á là đem cái foreground color lên. Phải không? Đem foreground color lên rồi click màu đỏ rồi cho nó chạy vô cái vị trí foreground đã rồi mới switch cho nó chạy xuống. Đó, do đó nếu các anh chị chỉ click cái màu thôi, nếu các anh chị click cái màu ở trong cái swatch đó, click cái color thì cái color đó nó sẽ nhảy vô cái foreground color. Nhưng mà nếu mà nhấn control và click thì nó sẽ nhảy vô cái background color. Đó là lý do tại sao mình phải nhớ shortcut là vậy. Được chưa? Được chưa các anh chị? Các anh chị nhớ được chưa? Do đó cái cách do đó mình gom lại là cái cách để mình đem màu đó, mình chọn màu là gì? Từ cái swatch đó, cái swatch lý do là mình sử dụng, mình thường sử dụng là tại vì nó có trước mặt mình, nó dễ mình làm. Mình không cần là chi tiết cái màu, mình chỉ biết là màu đỏ, còn nó đỏ cỡ nào tôi không cần biết. Thì cái cách để chọn là gì? Click để đem vô foreground, đem vô cái foreground color. Nhưng mà nếu nhấn control và click thì cái màu đó sẽ được đem vào vị trí background color. Đó, cái đó là mình tiện. Đó, cái đó là mình biết, mình phải nên nhớ. Chứ không có switch lên, switch xuống, chạy tới chạy lui, nó mất thời giờ lắm, nó không có làm, mình không có làm đó. Rồi. Thì cái đó là cái cách tiện lợi. Cái bất tiện của cái swatch color chỗ này là cái bất tiện của nó là gì? Nó những cái màu đó là những cái màu đó là nó không có nó không, nếu mà tôi dùng cái chữ chính xác là tôi nói không đúng, là tại vì có những cái màu, tại giống như cái gì như nãy tôi nói là cái, thí dụ bây giờ các anh chị thấy màu xanh thì nó sẽ có một group các màu xanh, nhưng mà có những cái màu xanh đó mình muốn chọn một cách specific cái màu xanh đó phải mới được, thì lúc đó mình không có thể nào chọn trên cái swatch này, được chưa? Thì đây là cái cách để mà mình chọn màu một cách chính xác. Rồi, thì tất cả mọi người mình đã biết rồi. Bây giờ ở đây là foreground color và background color, đúng không các chị? Nếu các chị muốn chọn màu cho cái foreground color thì mình chỉ cần đưa cái màu vô cái foreground color ha, mình click lên. Thì đây là cái bảng màu. Đây là cái bảng màu bao gồm tất cả chi tiết cho tất cả các màu ở trong đây. Ở rất là nhiều cái information ở trong này. Compare với lại bên này. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi nói màu. Default đó, trong cái color mà người gọi là cái color space mình xài, hoặc là channel, hoặc là đại khái những cái gì mà tương tự, là nó là một cái combination giữa ba màu red, green và blue. Bất kỳ một màu nào cũng vậy hết, nó chỉ là cái combine giữa red, green và blue. Cái giá trị của red đó là nó bao gồm từ 0 cho tới 255. Cũng đây cũng tương tự vậy. Thì cái này nó liên quan tới cái computer. Đại khái các anh chị không có cần đi sâu vô, các anh chị biết là bất kỳ một cái màu nào của mình bao gồm là nó combine giữa ba cái phần là red, green và blue. Mỗi cái giá trị này nó sẽ quyết định một cái màu khác nhau. Thì thí dụ bây giờ các anh chị muốn, nếu các anh chị có một cái con số cụ thể, ví dụ màu xanh đi, tôi lấy ví dụ màu xanh, mà các anh chị có một cái con số cụ thể á, là red bao nhiêu, green bao nhiêu, blue bao nhiêu, thì các anh chị sẽ type in cái chỗ này nè các anh chị. Nhìn vô cái bảng màu này các anh chị sẽ thấy là red, green, blue, red, green, blue, phải không? Red, green, blue, phải không? Nếu mình biết giá trị cụ thể red là bao nhiêu, green là bao nhiêu, blue là bao nhiêu, mình type in chỗ này thì mình sẽ có một cái màu exact nó giống như vậy. Được chưa? Thì bây giờ tôi chỉ make up đại, ví dụ red là 20, green là 15 và cái blue á là 230 đi, thí dụ vậy. Thì các anh chị sẽ thấy mình sẽ có cái màu blue nè. Các anh chị nhìn vô cái blue chỗ này các anh chị thấy không?
một cái error đó, blue nó có nhiều cái blue, tức là nếu mà tuốt gốc bên này là có thể coi như là đậm nhất đúng không, rồi đi xa ra đi xa thì nó sẽ lợt dần đại khái vậy, được chưa? Do đó khi mình nói blue đó, mình nói blue ở bên này á, thì ở đây là blue nè, thì mình chọn cho nó dễ, cho nó lẹ. Nhưng mà khi nói blue chính xác thì phải qua bên này để mình type in vô cái giá trị ở đây, được chưa? Trên cái bảng màu này á, là các chị còn có thấy á, ngoài cái red rim blue là một cái color space, nó có thêm một cái hue saturation và cái lightness là một cái color space khác. Và một trong những cái color space rất là quan trọng mà opposite với lại cái red rim blue là CYMK. Hai cái color space, cái này nói để cho các anh chị có cái color, cái kiến thức như đây. Hai cái color space red, green, blue và CYMK đó. CYMK là hai cái opposite của nhau. Hai cái opposite của nhau. Được chưa? Thì các anh chị sẽ thấy á, là nó sẽ có một cái channel là CMYK chỗ này nè. K á, K tức là black đó. Chữ C tức là cyan ha, cái chữ M là magenta và cái chữ Y đó, chữ Y tức là yellow. Thì bốn cái màu đó, ba cái màu red, green, blue mà nó hòa lại với nhau đó, với cùng một cái amount hòa lại với nhau, cái gì ra màu gì các anh chị biết không? Ra màu neutral, tức là màu trắng. Trong khi đó ba cái anh này mà hòa lại với nhau, CM và Y nè, hòa lại với nhau với cùng một cái amount đó thì nó sẽ ra một màu, đó là màu đen. Nó ra một cái màu đen. Thành ra hai cái anh này là opposite của nhau là vậy. Đó là lý do mở ngoặc để cái chỗ này là kinh nghiệm về sau rồi. Trong Photoshop nếu mà các anh chị muốn, thí dụ các anh chị làm về màu, các anh chị type in một cái, lấy một cái ví dụ đơn giản thôi, lấy ví dụ đơn giản là các anh chị có một cái tấm hình, các anh chị muốn đánh vô cái tên hay là đánh một cái bài thơ đại khái, cái nói chung là text ở trong Photoshop để làm cho cái chữ nổi, thì mình phải chọn hai cái màu nó opposite với nhau, tức là cái background của nó là màu gì thì opposite của nó cho cái màu chữ thì tự nhiên là nó sẽ nổi lên liền. Đó là cái đó, chứ không phải là bây giờ mình cứ ngồi mình chọn đại cái màu đó coi đánh vô coi cũng được, không chưa được thì thay đổi, không. Cái cách làm của nó không phải cái cách làm mà gọi là mà theo bài bản, theo lý thuyết đó, theo mà có suy nghĩ đó, là người ta làm vậy. Tức là người ta sẽ chọn hai màu opposite với nhau giữa cái background và cái text là tự nhiên nó sẽ nổi lên liền. Chứ không có ngồi đó mình lựa hên thì nó trúng mà không hên thì nó trật. Nó không có làm vậy. Được chưa? Ngoài ra nó sẽ có một cái color space khác là LAB. LAB tức là lab đó. Đây là ba cái color màu, ba cái color space là tương đối nói chung là quan trọng, nhưng mà mình thường mình deal với lại red, green, blue thôi. À, còn cái này là thêm, cái này cũng là thêm. LAB, LAA này nè, A này là nó, A này nó tượng trưng cho một cái group màu, từ màu nào tới một group, thật sự tôi không nhớ là cái group nó gồm bao nhiêu màu, thật sự tôi không nhớ. B cũng tương tự vậy các chị, B nó sẽ bao gồm một cái group những cái màu nào, và L này là luminance hay là light, tức là sáng. Thì người ta dùng cái LAB này trong cái vấn đề là gì, nó sẽ có một cái lợi về sau này khi các anh chị sharpen một cái tấm hình, các anh chị nếu mà các anh chị để ý vậy, các anh chị sharpen một cái tấm hình như lần trước tôi đã giới thiệu đó, khi mình sharpen một cái tấm hình thì một trong những cái problem mà mình thường deal với nó đó là halo, đúng không? Noise nó không phải là cái big problem. Halo mới là cái quan trọng khi mình làm về cái sharpen. Nhưng mà khi mà mình có một cái way nào đó để mình tránh được cái đó thì mình sẽ tránh được cái halo, tức là mình sẽ có một cái way gì cũng sharp nhưng mà tránh được cái halo, thì người ta một trong những cái way mà effective đó là người ta dùng cái color space này, LAB. Tức là người ta sẽ convert cái color space đó qua cái LAB, người ta sharp trên cái đó thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái halo.
Nha, nói để giờ mình biết là vậy. Rồi. Trong cái color space chỗ này các anh chị sẽ thấy để ý chỗ này. Nếu các anh chị về sau các anh chị để ý đó, các anh chị sẽ thấy nó sẽ có hai cái icon chỗ này. Bây giờ tôi lấy màu khác đi. Tôi lấy đại màu này ha. Đây các anh chị thấy đây là một cái scale. Thí dụ đây là cái scale của màu hồng. Đây là cái group của màu đỏ, hồng, rồi cái blue, rồi tới cyan, rồi green, vàng, đỏ là khác thôi. Bây giờ thí dụ mình đang ở cái cyan đi, mình lấy cái màu này đi các anh chị. Các anh chị sẽ thấy ở trên cái icon này là cái gì? Nó sẽ có một cái là new tức là cái mà mình sắp chọn, và một cái là current tức là trước đó. Và phía dưới của nó đó, phía chỗ này là cái gì? Nó sẽ có một cái icon, một cái dấu mà exclamation tức là dấu chấm than đó. Rất là nhiều người không có để ý chỗ này. Nó nói lên cái gì? Cái dấu chấm than để nói lên cái gì? Cái dấu chấm than chỗ này á, để nói lên cho các anh chị biết rằng á, là cái màu mà các anh chị chọn á, cái màu đó, coi chừng. Nó coi chừng đó là nó out of gamma. Out of gamma có nghĩa là cái màu đó, cái gamma tức là đại khái là tất một cái group những cái màu mà trên cái lúc mình in á, khi mình in á, nó sẽ take effect. Có nghĩa là không có nghĩa là tất cả trên những cái màu nào mà các anh chị sẽ thấy ở trên cái bảng này nè là đều in ra giống vậy đâu. Không phải như vậy. Do đó khi mình có một cái exclamation chỗ này, có nghĩa là cái màu mình đang chọn thì các anh chị work ok. Các anh chị work thì ok, không có gì hết. Nhưng mà in ra coi chừng cái màu đó, nó in ra nó sẽ không có giống như vậy được. Tức là out gamma khi mình in. Được chưa? Do đó khi từ cái Photoshop, trong Photoshop, ngay cả Lightroom cũng vậy, trong Photoshop hay là Lightroom, khi edit thì edit bình thường, nhưng mà khi output đó, thì lúc trước mình biết là trong Lightroom các gì export ra là các gì tưởng là xong phải không? Nói là bài học là export ra để đem đi in phải không? Nhưng mà thực sự chưa có xong đâu. Các anh chị phải đi tới một cái step nữa để làm chi vậy? Để cho cái mà mình, cái kết quả mình in ra hoặc là mình thấy đó, nó close với lại cái kết quả gì mà mình thấy trên màn hình. Thì nó sẽ đi qua một cái step nữa là process trước khi in. Thì cái đó khi nào có dịp thì tôi sẽ hướng dẫn cho các chị cái cách để mà làm. Thì lúc đó mình sẽ hạn chế được cái exclamation này. Do đó khi mà đem edit là một chuyện, mà khi mà in nó lại nhảy qua một cái chuyện khác. Nó rắc rối, tại vì khi in là deal với color. Mà hãy deal với color là most of the time là sẽ nhức đầu. Sẽ rất là nhức đầu. Đó, các chị prepare cho mình cái chuyện đó. Do đó đừng, nhưng mà mình biết vậy thôi, đừng có bị confused, đừng có lo sợ quá là mình edit, cứ edit bình thường đi. Tới khi nào mà đi có nhu cầu, khi các anh chị in thật sự đó, đó là cái lý do tại sao tôi muốn cho các anh chị in ra nhỏ nhỏ chơi thôi, là thứ nhất là đỡ tốn tiền, và thứ hai mình get một cái idea, mình có một cái feeling trước với là cái kết quả mình edit và cái kết quả mình thấy. Tới khi mà các anh chị in lớn đó mới là big deal. Thì các anh chị phải biết một cái process, người ta gọi là soft proof, tức là một cái process để confirm cái màu hoặc là edit cái những cái màu đại khái trước khi mình để cho cái kết quả mà mình thấy nó phải close với lại cái màu mà mình có trên cái monitor, nó qua một cái step khác ha. Do đó khi mà các anh chị làm đó, các anh chị để ý cái đó là cái bảng màu. Thì đây là tất cả những cái màu đây là rất là đặc trưng cho ở trong Photoshop mà nó chính xác, tại vì các anh chị enter cái number chỗ này nè, cái gì enter cái number này thì nó sẽ chính xác, được chưa? Rồi trên cái bảng màu này các anh chị sẽ thấy á, là có những cái màu mà nếu mà mình cảm thấy là những cái màu đó rất là đặc biệt, hay là những màu đó nó rất là ok, hay là in the future mình sử dụng nhiều, mình thấy nó có tác dụng màu đẹp, thì các anh chị có thể save nó như là một cái option của mình. Và khi mà các anh chị save đó
thì cái màu đó nó sẽ được add on vào phía dưới của cái swatch này. Để làm chi vậy? Để mình sử dụng cho nó lẹ. Vậy thôi. Chứ thay vì các anh chị phải chạy qua đây đánh vô cái giá trị của màu. Thí dụ bây giờ cái màu này là cái màu tôi thích, thì cái giá trị của nó là 46 rồi, hoặc là đại khái là cái giá trị này là cái giá trị hexa. Còn cái này là decimal. Cái decimal, decimal tức là cái counting của mình là từ 0 cho 9. Còn cái hexa đó là nó là từ 0 cho tới 15. Thì 10 nó là A, B, C, 9 ha. Rồi tới 10, 10 là A, B, C, D, E, F. Là cái đó là trong computer. Thì các anh chị sẽ thấy cái này là cái giá trị tương ứng cho cái hexa. Được chưa? Do đó nếu một cái màu mà mình cảm thấy mình sử dụng hoài, mình sử dụng thấy có hiệu quả, cần để access cho nó lẹ, thì các anh chị sẽ chọn như đây là Add to Swatch. Thì khi mà click vô cái màu này thì tự nhiên cái màu này nó sẽ add vô trong đây, và các anh chị có cái dịp để đặt tên cho cái màu đó. Các anh chị có dịp để đặt tên cho màu đó. Được chưa? Do đó những cái này các anh chị sẽ play around. Play around cái gì? Nó sẽ không hư gì cho các anh chị, đừng có lo. Sẽ không có gì hư hết. Cứ play around để mình get kiếm. Tại vì về sau này á, nếu mà các anh chị edit mà tới nơi tới chốn cho. Tại sao tôi cần phải nói này? Là tại vì á, về sau này á, khi mà có dịp nói về cái edit portrait, thì các anh chị sẽ cần xài những cái đó. Thí dụ tôi có một cái technique để mà edit cái portrait, thì trong cái technique đó đôi khi phải xài những cái màu mà mình đã chọn sẵn, để phải khỏi phải chạy qua chạy tới, hoặc là phải write down xuống, ghi xuống cái giá trị của màu đó để nó đỡ mất, để mình chọn cho nó chính xác. Được chưa? Đó, mình cứ play around, mình chọn đại màu, cái mình click vô add to swatch coi làm gì. That's it. Như vậy thôi. Rồi sau khi các anh chị chọn xong rồi, các anh chị click cái OK, thì coi như là cái màu đó mình đã chọn. Được chưa? Do đó khi nào mình muốn đi sâu vô detail của cái màu đó là các anh chị phải đi qua cái bảng đó. Và cái bảng đó rất là dễ. Nếu mà mình chọn cái foreground color thì mình đưa cái màu vô cái chỗ foreground color. Mình muốn chọn cho cái background color thì đưa màu vô chỗ background color mình chọn thôi. Là nó sẽ đem vô. Được chưa? Rồi. So far các anh chị còn cái gì, cái question gì để hỏi không trước khi tôi đi qua cái phần khác? Rồi, khoan. Rồi, anh hỏi chứ. Tức là những cái bảng màu nó có những cái con số đó, mình chỉ biết thôi chứ còn mình đâu có mình chọn cả, nhưng mình biết cái trị giá số nào sẵn. Dạ, đúng đúng. Một những cái trị giá, những cái giá trị mà mình có đó, hoặc là mình search somewhere trên internet, đại khái mình collect, mình làm một cái collect của mình, hoặc là trong khi mà edit về sau này á, nó sẽ có cái way, nó sẽ có một cái way để chọn cái màu. Thí dụ giờ tôi muốn edit cái skin tone của cái người đó, tôi chọn một cái màu dựa vô cái skin tone mà người ta đã có rồi, tôi edit thêm một chút xíu, thì lúc đó cái màu đó sẽ bay trên cái skin tone của model mà mình có edit một chút xíu. Được chưa? Đó, thì cái đó mình sẽ đi về sau, nhưng mà đây là những cái giá trị mình thực sự mình không có biết, hoặc là mình tìm một cái source từ đâu đó trên internet mình collect lại mình đánh vô thôi. Rồi anh Việt. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái phần mà RGB LAB thì không có cái dấu phần trăm, còn hai cái mà SSB đó, VCMYK nó có cái dấu phần trăm phía bên sau, thì nó có ý nghĩa gì đó, đó là metric và sao? Cái phần trăm đó chính là cái đơn vị thôi, cái phần trăm đó là đơn vị, nó không có quan trọng trong đó. Cô thích nghĩa là cái ở dưới cùng đó, nó có cái dấu chữ thập, rồi nó có những cái con số mà khi mình mua cái màu á. Cái chữ thập chỗ nào anh? Cái dưới cùng đó, cái pound sign, cái pound sign ở phía dưới last line. Anh thấy khi mình mua đó. Cái này là pound hả? No. Cái nãy tôi nói rồi, cái dòng này nè các anh chị. Khi mình chọn RGB, là mình chọn, mình đánh vô 10, 15, 20, 200, nó là cái decimal system. Cái pound này đó là nó tượng trưng cho hexa system. Do đó thí dụ bây giờ á, số 10, tôi lấy ví dụ 173 của decimal là 173. Nhưng mà hexa đó nó không phải là 173. Hexa nó sẽ là thí dụ như là X5 thí dụ vậy. Tôi lấy ví dụ vậy. Cái này nó sẽ có cái cách để mà tính. Thì cái X5 này nó sẽ display ở chỗ cái pound này thôi. Được chưa? Do đó khi các anh chị di chuyển một cái màu, thì khi mà các anh chị di chuyển một cái màu là giá trị RGB nó khác rồi, đồng ý không? Nè.
thì cái những cái giá trị RGB nó sẽ khác. Thì tương ứng như này thì tất cả những giá trị hexa nó cũng khác, nó tất cả các thứ đều khác tương ứng với nhau, được chưa? Ha, thành ra cái pow đó cái dòng này là để cho mình biết hexa thôi đó. Thì thay vì mình nhớ hexa thì mình nhớ decimal, either way, được chưa? Tại sao vậy các anh chị? Nó có cái nó tiện vậy nè. Thí dụ bây giờ sau này á, thí dụ bây giờ các anh chị muốn copy cái màu đó, thí dụ bây giờ các anh chị muốn copy cái màu đó thì thay vì tôi phải nhớ là R50, G là 174, rồi B là 164, thì tôi cứ highlight cái này, tôi copy cái này. Thì cũng là cái số hexa, nó chỉ có một số thôi, thay vì ba cái ô khác nhau là red, green, blue, bây giờ nó chỉ có một hàng thôi, thì copy, tôi paste vô chỗ nào đó, thí dụ vậy, thì mình sẽ được cái màu đó. Nó chỉ tiện lợi vậy thôi, nó chỉ là different system thôi, nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà nó có những cái tiện lợi riêng cho mình về sau mình làm thôi. Dạ, chị. Anh Phú, hồi nãy em cứ nói là cái RGB với lại cái CMYK, yeah, hai cái đó là nó đối nghịch nhau. Uh-huh. Như vậy hai cái số trên kia là nó tương ứng với nhau. Bây giờ nếu mình muốn tìm cái đối nghịch thì mình phải làm sao? Ok. Để tìm cái... bây giờ tại vì chị hỏi đó thì sẵn nói luôn đi. Red, green, blue. Red, green, blue là một cái channel riêng. Cái CMYK là một cái channel riêng. Thì hai cái màu đối nghịch của nó là như này, cái gì? Màu red đó, màu red. Yeah. Thì cái opposite của nó là cyan. Red đó, thì cái opposite của nó là cyan. Green opposite của nó là magenta. Blue cái opposite của nó là yellow. À, còn K là black là nó combine ba cái đó. Được chưa? Do đó đó, tại sao vậy? Về sau này nè, nó sẽ có một cái effect nó gọi là selective color, tức là các anh chị correct màu đó, các anh chị correct màu đó. Thí dụ cái màu nó bị cast quá, nó bị nó ấy quá, mình muốn fix cái màu thì các anh chị phải biết mình muốn fix cái màu đó, mình chọn cái màu opposite của nó. Thì khi mà các anh chị chọn cái màu opposite thì cái màu đó, thí dụ giờ một cái tấm hình nó red nhiều quá, khi các anh chị muốn giảm cái red, khi các anh chị muốn giảm cái red, điều đó có nghĩa là các anh chị tăng cái cyan, được chưa? Đó, mình để ý tới cái đó thì về sau này á, tại vì nó sẽ có những cái effect, những cái adjustment mà nó rất là confused, nó rất là confusing. Do đó nếu mình không hiểu được cái opposite màu, mình kéo nó chặt lất hết, mình kéo sẽ không có cái kết quả. Mình phải hiểu cái màu đó đi, tại vì tôi nói là khi mà liên quan tới màu là như rất là nhức đầu. Nhưng mà đại khái là mình hiểu rất là basic, có cái channel này, có cái channel opposite, là những cái màu nó opposite nó tương ứng như vậy. Để về sau này mình có cái dịp mà mình liên quan tới cái màu, mình có cái basic để mình hiểu được người ta làm như thế nào, tại sao người ta làm vậy ha. Rồi, còn gì nữa không chị? Còn gì nữa không chị? Các chị cứ hỏi đi. Lại tại vì á, mình phải rõ ràng như vậy để về sau mình đừng có bị confused. Hỏi bất kỳ một cái câu hỏi nào, rồi tất cả mọi người mình cùng share, mình cùng học luôn. Ha. Được chưa? Đó, thì ở trong cái tool đó, trong cái tool này các anh chị, ngoài những cái icon tool mình chưa bàn tới là tại vì mình chưa có học tới tool, mình quên nó đi. Tôi nói rất là nhiều về cái color chỗ này, tại vì cái color chỗ này rất là quan trọng. Được chưa? Rồi, nó có hai cái tool, một cái là bàn tiếp theo là một cái bàn tay với lại một cái là cái này là nó lúp đó, thì một lát mình sẽ nói. Tại hai cái này mình cũng sẽ sử dụng trong cái vấn đề khi mình adjust hình này kia mình sử dụng, được chưa? Lát mình sẽ nói tới, nó rất là dễ. Rồi, bây giờ tôi đi qua bên cái đám bên này. Cái đám bên này là nhức đầu. Nó tại vì nó quá nhiều đi, nó sẽ tùm lum lên hết. Được chưa? Rồi. Cái mé bên tay phải này các anh chị, mé bên tay phải này là một số cái window mà được mình chọn để mà display ra trong Photoshop. Mình chọn có nghĩa là mình có quyền tắt nó đi nếu mình không cần. Hoặc là mình chọn một cái window khác mà mình thấy là cần cho mình muốn để mình display ra mình làm. Do đó tất cả đây là cái này nó là your choice.
Có nghĩa là các anh chị muốn những cái window nào mà display được ở trên này để nó thuận lợi cho cái việc mà mình làm, mình edit thì sao, thì mình có quyền chọn và mình có quyền tắt đi nếu mình không mình không muốn. Như vậy á, hiện tại các anh chị sẽ thấy ở trên cái window này nè các anh chị, ở đây window hiện tại bên cái mé bên phải nó sẽ có rất là nhiều cái window. Nếu mình đọc từ trên xuống dưới đó thì các anh chị thấy ở đây là cái chữ gì đây, color, rồi cái swatch mình biết rồi, rồi cái đám dưới là ở phía dưới là cái phía dưới của cái swatch chỗ này là các anh chị sẽ thấy là gì, là những cái icon mà đó là những cái comment đi theo cái swatch, được chưa? Rồi ở dưới là nó có adjustment. À, cái window tiếp theo là adjustment. Dưới adjustment này các anh chị thấy nè, ở dưới adjustment là có một mớ những cái tool để mình làm cho cái vấn đề adjust. Được chưa? Rồi cái style nè, rồi layer nè, channel nè, rồi path nè. Ồ, quá trời luôn. Hàng đống cái window lận. Ở đây là nó chỉ display như tôi nói là một phần thôi. Thì thí dụ bây giờ mình đọc tới cái window mà layer, các anh chị thấy cái window layer nè, phía dưới của nó đó là nó sẽ có một cái menu riêng. Đúng không? Nó sẽ đó là cái menu đó. Bây giờ nếu mình click qua cái channel, mình click qua cái channel thì phía dưới nó sẽ có một cái menu riêng. Nếu mình click qua cái path này á thì phía dưới nó lại có một cái menu riêng nữa. Do đó tất cả những mình biết cái mé bên tay phải là nó sẽ display tất cả những cái window mà mình nghĩ rằng mình cần để trong cái vấn đề edit. Nhưng mà không có nghĩa là mình display hết. Và mình sẽ không có cái chỗ để mà display hết. Do đó nó mới làm thêm cho các anh chị một mớ nữa. Nó làm thêm cho các anh chị một cái bar này nữa. Là những cái shortcut để mà khi cần nó click vô đây. Được chưa? Các anh chị thấy. Nội mà bây giờ muốn mà display tất cả những window á. Cái space mà còn lại để các anh chị thấy được cái hình. Để mà các anh chị làm việc còn có chút xíu à. Không thấy được. Do đó đừng có bao giờ muốn mà display tất cả những cái window ra. Đừng có bao giờ tham như vậy các anh. Mình phải dành ưu tiên cái screen của mình á, là mình ưu tiên cho cái tấm hình. View càng lớn càng tốt. Cái tấm hình của mình view rộng rãi chừng nào thì càng tốt, để mình mới thấy được mình edit. Do đó các anh chị thấy là nếu mà tôi muốn cho cái những cái window này mà nó nhỏ lại đi, để đừng có chiếm chỗ, tôi muốn có cái chỗ thật rộng cho cái tấm hình của mình để mình edit, thì các anh chị thấy là mình có click cái chỗ arrow down này, chỗ này nè, các anh chị thấy cái click nè, thấy không, để ý trên cái máy của mình đó, click thì nó sẽ thu nhỏ lại, nó chỉ còn chừa một mớ những cái icon để gợi nhớ cho mình là có những icon gì thôi, được chưa? Khi nào các anh chị muốn expand ra thì các anh chị click cái arrow này thì nó sẽ expand ra. Còn nếu bây giờ các anh chị thấy nè, ở đây cái cộng này, cái bar này nó đã nhỏ mà bây giờ tôi click còn expand rồi đó, các anh chị thấy không? Cái area mà để mà display cho mấy cái window nó đã chiếm gần hết rồi, còn có mớ chút xíu vậy để mà edit hình thôi. Không nên edit hình thì cái area đó phải được rộng rãi, phải được nhiều nhất để mình thấy được cái tấm hình rồi mình mới edit được, được chưa? Vậy thì có những cái lúc nào mà mình muốn, bây giờ mình muốn biết tất cả những cái window có trong Photoshop thì làm sao, và làm sao để display ra, làm sao để mà tắt đi tất cả các thứ, lỡ mình make mistake thì bây giờ có cái vấn đề gì xảy ra hay không, thì cái câu trả lời là không có cái gì xảy ra hết. Các anh chị không có bao giờ mất đi cái gì hết, nó chỉ có cái là nó không display để cho các anh chị thấy mà thôi. Thì bây giờ làm sao mình muốn thấy lại, thì muốn làm sao thấy lại thì cái câu trả lời là vô window, vô cái item window này là cái chỗ nó sẽ display tất cả những cái window có trong Photoshop. Được chưa? Bây giờ click cái arrow down xuống. Đó, các anh chị thấy nè. Bỏ bớt cái này đi. Cái khúc đầu đó bỏ đi. Cái này cũng quan trọng ha. Các anh chị thấy bây giờ đẩy từ cái 3D xuống ha. Đây là tất cả những cái window có mặt ở trong Photoshop. Tất cả những window từ cái box chỗ này nè, từ cái chỗ này nè. Và có những cái nó có cái shortcut đi theo, mà có những cái nó không. Cái nào mà có cái dấu check mark ở phía trên, phía trước đó, tức là cái mình đang chọn, cái nó đang được display. Nếu mình muốn tắt nó, thì các anh chị có thể kéo nó ra từ cái chỗ này nè,
từ chỗ này các chị mở ra cái gì close đó, thì khi các chị close đó thì nó tắt, thì tự động cái dấu check mark chỗ này nó sẽ take out, nó lấy ra. Do đó cái ở đây các chị thấy rất là nhiều cái window mà không có được check mark ở trên này. Được chưa? Có nghĩa là mình chưa muốn display. Như vậy các anh chị đã trả lời được, sẽ trả lời được câu hỏi là vậy nếu tôi muốn display cái window đó thì dễ rồi phải không? Làm sao? Thì check mark cái đó thôi. Do đó về sau này, đó về ví dụ khi mà các anh chị play around hoặc là trong cái quá trình lớp học, các anh chị, ủa cái window này trên bảng có, tôi không có, thì cứ chạy vô đây là cứ check mark đó là tự động nó sẽ có thôi. Tất cả những cái work gì các anh chị làm nó sẽ display lên các anh chị. Nếu mà mình chưa có check mark, nó không có display lên thì mình không thấy thôi. Được chưa? Chứ không có bị lộng cộng rồi cứ ngó qua bên đây, ngó qua bên kia, kiếm ở đâu kiếm để mà làm sao có được cái window đó. Cái câu hỏi gì về window? Làm sao muốn có, làm sao muốn không? Nằm tất cả ở trong này. Được chưa? Thì ngay đây thì tôi sẽ nói tới cái chỗ cái workspace một chút xíu để cho các anh chị thấy. Default đó, Photoshop nó sẽ chọn một cái essential tức là một cái mà nó bao gồm một cái group những cái window được display lên. Tại vì cái người programmer người ta nghĩ rằng đó là những cái mà các anh chị thường sử dụng hoài. Do đó nếu các anh chị mess around, các anh chị play around mà giờ cái window nó lộn xộn hết, tôi lấy ví dụ vậy, thì cái thì nó chạy đây, cái thì chạy bên này, rồi bây giờ nó tùm lum lên hết. Nó không biết nằm ở đâu, làm sao mà sắp xếp lại cho gọn, nó tùm lum đó, mình play around mà. Thấy không? Mình cứ kéo qua, kéo lại, mình kéo tới, kéo luôn, kéo đủ thứ hết để mình lên. Bây giờ mình muốn trở lại sắp xếp cho nó gọn, nó cho nó ok tất cả gì thì các anh chị chỉ cần vô trên đây, các anh chị click cái chỗ workspace ha. Reset essential là tất cả được sắp xếp lại ngay ngắn, gọn gàng, có tổ chức. Không cần phải lo. Do đó cái công việc của mình là mess around. Đúng không? Mình phải như vậy để mình mới biết, để mình control được những cái window. Mình cứ kéo tới kéo lui, mình đóng, mình mở, mình làm đủ thứ. Rồi sau đó mình cứ click vô reset cái essential là nó sẽ sắp xếp lại ngay ngắn này kia tất cả các thứ cho các anh. Bây giờ thì ngay đây nó sẽ có một cái assignment, thì tôi nói trước thôi nhưng mà tôi sẽ email để cho các anh chị làm, là tất cả các anh chị phải làm tạo cho mình một cái workspace cho cái khóa này. Có nghĩa là cái workspace đó bao gồm những cái, tại vì trong đây tôi sẽ không có sử dụng cái essential, tại essential nó có những cái mà tôi không có xài trong cái lớp này. Nhưng mà biết đâu ở về sau này các anh chị không còn học nữa, các anh chị tạo riêng cho mình một cái, thí dụ như tôi không bao giờ xài 3D thì tôi không làm 3D, thì tôi không có cần display cái icon 3D lên đây làm gì, thí dụ vậy. Hoặc là thí dụ tôi không có cần sử dụng cái style chỗ này, thí dụ vậy, tôi không cần sử dụng cái style chỗ này, tôi tắt nó đi. Nhưng mà mỗi lần các chị tắt nó đi, tắt ngày hôm nay thì ok, mình không thấy. Nhưng mà mình sau khi mình exit khỏi Photoshop rồi, ngày mai mình trở lại thì nó sẽ trở lại cái essential. Là mình lại phải tắt nữa. Do đó mình phải define, mình phải create một cái workspace cho mình, bao gồm những cái window, những cái gì cần thiết cho cái khóa này. Và về sau này nếu các anh chị ở nhà, các anh chị edit, các anh chị cũng nên làm như vậy. Tạo riêng cho mình một cái gì mình cần thiết để hễ có là access liền trước mặt mình, sẽ đỡ mất thời gian. Thì mình sẽ có một cái assignment vậy để cho các anh chị play around tất cả những cái window này. Đó, thì sau khi tôi sẽ email ra cho cái assignment đó, các anh chị coi có cái window nào cần mở, tất cả cần sắp xếp như thế nào, tất cả đặt tên là gì, thì tất cả mọi người làm. Và từ đó về sau trong cái khóa này mình sẽ sử dụng cái workspace đó. Được chưa? Mình sử dụng cái workspace đó. Thí dụ các gì? Layer là một trong những window rất là quan trọng ở trong Photoshop. Và tôi muốn là cái window đó bao giờ cũng được display và có nhiều cái space để cho các anh chị làm. Thí dụ hoặc là adjustment là những cái mà mình thần là xài hoài. Layer là những cái xài hoài. Path này somehow xài, channel sometimes cũng xài, nhưng mà không có. Color không bao giờ tôi xài, tại vì nếu mà thực sự color chỗ này cũng không có nói lên được điều gì, thay vì mình đi tới cái bảng màu chỗ này. Được chưa? Đó thì tôi tắt hết những cái đó. Thì trong cái assignment sẽ nói để cho các anh chị quen cái chuyện đó.
và các anh chị làm create cho mình một cái workspace, được chưa? Ở đây nói thêm cái chỗ window chỗ này một chút xíu, là nếu mà các anh chị muốn, thí dụ bây giờ mình chọn là new trong Photoshop 6 đó. Ở đây các anh chị, mình muốn là ok, bây giờ tôi lúc trước tôi sử dụng cái version 5, bây giờ tôi muốn biết là trong cái 6 đó, khi mà tôi sử dụng cái 6 như vậy thì nó có cái gì mới so với 5. Thì các anh chị chọn cái workspace là new in CS6 nè, thì tất cả những cái gì new ở trong CS6 nó được highlight để mình, tại mình làm quen file rồi. Cái gì làm quen file, cái anh chị thuộc lòng cái menu bên file rồi. Vậy thì bây giờ mình coi cái sự khác biệt giữa file 6, thì những cái gì mà khác biệt bên 6 nó sẽ được highlight. Tức là 6 nó được thêm vô, improve thêm. Có thể thêm vô, có thể có rồi, file cũng có, nhưng mà 6 cũng có nhưng mà được improve. Thì nó sẽ highlight lên cho các anh chị. Chơi thôi, cái này chơi vui thôi. Để mình biết là như vậy. Hoặc là bây giờ các anh chị về sau này các anh chị làm nhiều về painting, thì các anh chị chọn cái workspace là painting, thì nó sẽ có more option cho các anh chị về paint. Tức là nó sẽ deal nhiều với là brush này kia, tất cả các thứ ha. Nếu các anh chị làm nhiều về 3D thì các anh chị chọn cái 3D này, thì nó sẽ ngoài những cái chuyện chính, ngoài những chuyện chính là layer, đại khái tất cả các thứ chính, nó còn thêm những cái menu phụ để phục vụ cho vấn đề 3D, để tiện cho các chị làm. Vậy thôi. Được chưa? Đó. Thì tất cả những cái này là mình play around cái. Thì mình sẽ biết được. Được chưa? Rồi, có cái gì question không các chị? Bên Lightroom nó có cái history đó anh Phú, mà anh nói là mình xài đó mà lỡ có cúp điện hay gì mà có concept là nó vẫn nhớ, gì bên Photoshop có không? Ok, bên Photoshop nó cũng có một cái gọi là history. Thì cái icon mà default chỗ này nè các anh chị, đây là history nè. Đây, bây giờ tôi lên Windows ha. History chỗ nào đâu? Kiếm. Đây này histogram, history. Được chưa? Đó. Thì khi các anh chị click đây á, thực sự nếu mà mình click ra ra vậy, tức là mình expand nó ra. Thì các anh chị thấy á là history đây. Được chưa? Cái history ở bên Photoshop với lại cái history bên Lightroom, theo cái cá nhân của tôi riêng, nhận xét riêng, bên Lightroom nó sẽ hay hơn nhiều. Nó hay hơn nhiều cái thứ nhất là nó không có giới hạn. Cái lý do mà nó không có giới hạn là đương nhiên nó sẽ thách một cái gì đó để nó compensate cho cái vấn đề không có giới hạn. Trong khi đó ở bên anh Photoshop đó, những cái step mà nó record cho mình đó, nó sẽ có giới hạn tùy theo các anh chị define. Default của nó đó, nếu tôi nhớ không lầm nó là 20. Nếu mà tôi nhớ không lầm là 20. Nhưng mà nếu mà các anh chị muốn có được nhiều cái step hơn, ví dụ như 30, 40, 50 vân vân, record tất cả những step để mình nghĩ là mình sẽ trở lại, nó nhiều mà, phải không? Mình trở lại, mình có thể define nó là 40, 50 tùy ý mình. Nhưng mà nó có một cái bất lợi. Mỗi lần mà khi các anh chị define cái history càng nhiều thì nó sẽ thách cái memory working, cái working memory của cái computer. Do đó cái Photoshop này các anh chị làm, các anh chị run nó không có smooth. Ở đâu mà define cái đó thì các anh chị phải lên ở trên này, tôi không có đi sâu vô đây. Lên trên chỗ edit, các anh chị đi xuống ở chỗ là ở dưới này các anh chị thấy nó còn một mớ nữa nè. Ha, mình click cái mũi tên chỉ xuống nó còn một mớ nữa là nó có cái reference. Trong cái reference này là tất cả những cái setup, tất cả những cái setup mà trong Photoshop các anh chị có thể set để các anh chị sử dụng tùy theo cái ý của mình. Thì các anh chị đi vô, mình đi sơ qua một vài cái tab, một vài cái option ở trong đây. Default các anh chị thấy cái Photoshop là cái background của nó là đen, đại khái đen, màu đen 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 vậy ha. Các anh chị không thích màu đen, các anh chị muốn cho nó sáng sáng chút, các anh chị có thể đổi màu cũng được. Rồi bây giờ mình cứ play around trong đây. Được chưa? Thì đây là tất cả những cái default ha. Rồi cái interface. Đây là cái gì interface. Nếu các anh chị chọn cái màu này, các anh chị thấy khác không? Chọn đây. Khác ha. Chọn đây, nó khác. Chọn đây, khác.
Thế là mình làm theo cái way mình thích. Được chưa? Tức là các vị vô đó. Bây giờ để chạy xuống cái history. Rồi. Chạy xuống history thì mình đi vô cái chỗ performance. Thì các anh chị define, cái này nói thêm thôi. Trong khi mà cái Photoshop nó làm việc đó, nó sẽ sử dụng cái space của các anh chị rất là nhiều. Do đó nếu mà cái hard drive của mình á, cái hard drive của mình á, tại vì cái Photoshop default nó install trên cái hard drive C. Nếu các anh chị có một cái, ví dụ trên cái hard drive của mình chia partition C, D, thì người ta sẽ define, ok. Cái chỗ này là cái define nó là ok, khi mà anh muốn làm rác rưởi, tức là anh tạo những cái file mà temporary trong cái lúc mà Photoshop làm việc đó, anh tạo ở bên cái chỗ nào đó, bên chỗ D, E, F để mình giữ cái space của C. Được chưa? Đó, thì mình sẽ define cái đó. Tại vì khi Photoshop làm việc đó, nó sẽ read and write a lot trên cái hard drive của mình. Được chưa? Nếu các anh chị có cái hard drive lớn, hoặc là các anh chị có những cái extra hard drive, các anh chị có thể cho nó đó, rác rưởi cái gì đó chép qua đó, càng rộng chừng nào thì Photoshop làm việc càng nhanh chừng đó. Thấy chưa? Rồi. Đây ở đó là các anh chị thấy này, cái crash disk là như vậy đó. Cái crash disk là như vậy. Tức là mình sẽ define những cái chỗ mà để cho nó làm việc đó, nó thêm đó, thì các anh chị define. Nếu các anh chị có nhiều cái external disk hoặc là cái hard drive của mình lớn, mình chia partition ra cái vậy. Partition chứ. Đó, thì các anh chị define đó. Còn đây chỉ có cái máy này, nó chỉ có thực sự nó chỉ có, nó chỉ là một cái physical á, là có một cái hard drive nhưng mà nó chia làm hai partition là C và D. Đó, đấy. Thì cái phần này nó nói. Đây, cái history nè các anh chị, history nè. Là mình define nó là 20. Nếu các anh chị muốn define thêm thì các anh chị define thêm. Thì thí dụ giờ các anh chị define nó là 25 thì tới cái step mà thứ 26 đó thì nó sẽ scroll up lên. Thì cái step số 1 sẽ bị mất đi. Nó sẽ còn 2, 3, 4, 5, 6, tới 26. Rồi cứ tiếp tục nó scroll up lên. Nó sẽ scroll up lên. Được chưa? Đó. Thì các anh chị thấy cái way mà Photoshop nó làm việc nó khác với cái way mà bên anh Lightroom. Anh Lightroom nó sẽ record, nó sẽ làm đủ thứ, tất cả các thứ. Được chưa? Rồi nếu các anh chị muốn highlight một cái step nào quan trọng để mình có cái kết quả gì đó thì các anh chị sử dụng cái gì? Snapshot. Cái snapshot rất là quan trọng. Mà nó là dễ sử dụng. Cái gì snapshot cho đó. Các anh chị đi qua cái hướng khác, đi qua edit một cái hướng khác. Trong khi đó ở bên Photoshop đó, làm cái snapshot được hay không? Được. Nhưng mà nó không có hay bằng Lightroom. Thì một trong những cái cách mà người ta turn around là người ta, thí dụ bây giờ á, các anh chị edit được tới mức này rồi phải không? Các anh chị có một cái idea đi qua một cái hướng khác thì các anh chị xây cái đó thành một cái file, thí dụ file số 1. File 1. Rồi, tiếp tục edit. Tới tục edit tiếp tục là các anh chị có một cái hướng khác thì các anh chị xây cái kết quả thành file 2, cứ xây ra nhiều file vậy thì compare cái snapshot bên Lightroom nó không bằng. Lightroom good. Tôi xài Photoshop nhưng mà tôi vẫn thích Lightroom. Đó để thể đại khái là vậy. Có question như vậy mình có thể combine Lightroom với lại Photoshop. Yes, nó là một cái nó sẽ là cái session về sau chị. Để xem làm sao. Rồi ở bên đây các anh chị có thể define cái unit. Cái unit tức là cái đơn vị đó. Cái đơn vị thì ở đây nói vậy thôi chứ đừng bao giờ đổi. Đơn vị mình chọn cái default là inch. Đừng có đổi qua cm. Các anh chị đổi qua cm, các anh chị đổi qua mm, tức là đổi qua cái decimal system đó, là các anh chị sẽ bị cái problem. Ha. Đó, mình chọn inch. Đó, thì nhưng mà mình có quyền đổi những cái tất cả như thế đó. Thì đại khái tất cả những cái này là những cái mà các anh chị có thể chọn, có thể play around. Được chưa? Nhưng mà đó, ở đây nó sẽ không có default. Có nghĩa là khi các anh chị chọn thì các anh chị phải nhớ cái giá trị default của nó nha. Thí dụ bây giờ các anh chị chọn mà các anh chị có mess around đó, là các anh chị phải trở lại vô đó trả lại cái default. Nó sẽ không có một cái button gọi là default. Các anh chị nhớ có những cái software mình cứ mess around cái mình thấy lộn xộn quá, nhấn default ra trở lại default. Đúng không? Đây không có. Trong cái setup này không có à nha. Do đó nếu mà mình có mess up với cái số nào đó, nhớ làm ơn nốt xuống chỗ này tôi đổi. Nó có mess around chạy vô đó đổi lại. Chứ còn không có nhớ đâu ạ. À, nó không có cái default. Các anh chị nhớ cho đó.
Do đó nếu cái gì cần đổi thì tôi nói cái gì đổi, cái gì không cần đổi cái gì đừng có đổi ha. Cái gì có thể play around nhưng mà take note, cái chỗ đó là cái giá trị chỗ vậy đó nha, được chưa? Rồi rồi, question không có phải không? Đó thì đây đại khái đây là tổng tất cả những cái tổng quát ở bên cái màn hình của Photoshop, được chưa? Trong cái màn hình của Photoshop đó thì tất cả những cái này là các vị phải thật là quen thuộc để mà mình mới làm được ha. Rồi bây giờ mình break chút xíu. Dạ. Dạ. Cái chỗ mà Brent á, ở dưới cùng nó có cái Postgres Pretty Planet Law. Chỗ cái gì anh? Cái chỗ mà gọi là unit á. Unit hả? Ok. Cái default cái này là mình chọn cái PostScript. Cái PostScript là gì? Cái script á, đó là nó để thực sự á, cái này nó liên quan tới vấn đề in. Nó liên quan tới cái vấn đề in thôi. Thì khi mà các chị chọn cái unit á, là cái PostScript mà các chị in á, thì á, mình muốn thí dụ bây giờ các chị in cái phong chữ, thì nếu mình chọn cái PostScript default á, là 72 point nó sẽ gom vô một inch. Do đó thí dụ bây giờ các anh chị in cái chữ y đi, chữ a vậy, cao phải không? Chiều cao chỗ này á, là 1 inch, đúng không? Thì có nghĩa là đếm cái gì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 72, nó như vậy thôi. Nhưng nếu mà các anh chị đi qua cái traditional đó, tức là nó là 72.27 thì cái đó là nó khác rồi. Nó cái point nó sẽ một inch trong đó đó, một inch của nó là 72 point chấm mấy lần chứ không. Do đó cái này nó liên quan tới vấn đề mà đơn vị lúc mà in để cho nó chính xác thôi. Nó không có thành. Do đó mình chọn cái default là PostScript là 72 point nó vô một inch. Do đó bây giờ mình in 2 inch, cái phong đó cao chữ là 2 inch thì nó là 144 point. Đó đại khái nó là vậy thôi. Nó cái đó mình không có chọn. Mình chọn cái default là được. Rồi. Rồi vậy nữa, còn cái question nào trước khi mình break? Không có phải không? Ok, bây giờ mình break chút xíu.